Hello chào tất cả nha, chào mừng anh đã quay trở lại kênh HCTool.com của mình là Thắng. Hôm nay thì mình muốn mang đến cho anh em một cái sản phẩm vô cùng thú vị. Và cái điều thú vị của cái sản phẩm này thì đó chính là nó đến từ một cái thương hiệu của Đức. Và nó chính là thương hiệu Matador. Để cho anh em nào chưa biết thì Matador là một cái thương hiệu của Đức, được công ty HCE nhập khẩu phân phối tại thị trường Việt Nam. Và cái cây súng hơi này nó có tên là Minimax. Anh em đang nghe cái tên là con thấy rất đặc biệt đúng không? Vậy thì cái cây súng hơi này nó có cái gì đặc biệt thì mình sẽ cùng anh em mở hộp và tìm hiểu nó ngay sau đây. Cái nói về súng hơi mini thì mình đã từng mang đến cho anh em một cái clip ở trước đây, đó chính là hai cái cây súng hơi mini của Park. Thì cái cây này nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó đặc biệt hơn, đó chính là nó đến từ một cái thương hiệu cao cấp, đó chính là thương hiệu Matador đến từ Đức. Mình sẽ điểm qua một vài cái thông tin ở bên ngoài này cho anh em. Đó chính là tên của sản phẩm Minimax. Ok, Matador đến từ Đức. Mình sẽ mở cái hộp này ngay sau đây cho anh em xem. Đây chúng ta có một cái tờ giấy về thông số kỹ thuật của sản phẩm cũng như là những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm. Lát nữa thì mình sẽ cho anh em xem. Rồi, đây là nguyên vật chính của chúng ta. Rất là nhỏ gọn đúng không nhé. Ok, và một cái đầu nối nhanh. Ok, thì tất cả những chi tiết dưới đây là toàn bộ những cái gì có trong một chiếc hộp của cái súng hơi mini này. Đầu tiên anh em có một cái đầu nối nhanh được mạ vàng, nhìn rất là cao cấp. Mình thấy nhìn nó rất như màu vàng, mình thấy cao cấp rồi. Nhưng mà nó cũng không có gì để nói cả, nên là mình sẽ tạm để nó một bên để cho anh em tập trung vào sản phẩm hơn. Tiếp theo anh em sẽ có một cái tờ giấy nói về cái thông số kỹ thuật của sản phẩm. Và ở đây thì nhà sản xuất cho chúng ta những cái thông số về những cái tiêu chuẩn về an toàn khi mà chúng ta sử dụng súng. Ở đây mình sẽ cho anh em xem qua về cái phần thông số kỹ thuật. Một lát nữa thì mình đi trên cái súng thì anh em sẽ thấy rất là thú vị. Đây chính là lực lớn nhất mà cái súng này mở ra nhỉ. Ở cái chiều mở ra này lực lớn nhất là 1275 Nm. Lực bắn vào là 678 Nm. Okay, độ ồn là 94 dB. Tốc độ không tải là 10.000 vòng một phút. Cái đây là lượng hơi tiêu thụ trung bình nha anh em, là 164 lít trên một phút. Độ dung là 7,3 mét trên dây bình phương. Đây là kích thước dây nối và cuối cùng là trọng lượng chỉ có 1,27 kg anh em ạ. Nếu mà anh em đã từng theo dõi cái cây súng của Bạc thì mình đã review cho anh em rồi, đó chính là nó cũng là cái dòng mini nhưng mà nó nặng lên đến 1,4 kg. Mà cái cây 1,4 kg mà đã nhẹ như vậy rồi thì cái cây này thực sự là rất là nhẹ luôn anh em. Mình cầm lên rất là nhẹ và cái kích thước của nó cũng rất là ngắn thôi anh em. Theo nhà sản xuất công bố thì cái kích thước, tổng kích thước chiều dài của sản phẩm đây chỉ có 98 mm thôi nha anh em, chưa đến 10 cm. Như vậy thì cái lợi thế cho anh em đó chính là sử dụng ở những cái vị trí góc nhỏ hẹp, anh em hoàn toàn có thể bắn được. Và cộng thêm cái việc cái súng rất là nhẹ nên anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái cây súng này một tay mà vẫn có thể bắn được những cái con bồ lông vừa phải. Vậy thì sau khi anh em xem qua cái phần thông số kỹ thuật thì anh em có thắc mắc tại sao là một cái cây súng nhỏ bé như vậy mà có thể bắn lên đến cái lực 1275 Nm không? Thì mình sẽ giải thích nôm na cho anh em như sau. Cái việc thiết kế chủ yếu tạo ra được cái lực đó này nằm ở cái phần cấu tạo, ở phần búa và cái phần rotor. Nhưng mà cái phần rotor này thì nhà sản xuất không có công bố. Thì theo mình nghĩ đó cũng chính là cái bí quyết của người ta. Nhưng mà ở đây mình vẫn có thể giải thích cho anh em cái phần đầu búa. Nhà sản xuất có công bố cho chúng ta đó chính là cái cây súng này sử dụng cái kết cấu búa đó chính là một búa. Tên của nó chính là Jumbo Hammer Plus. Thì cái việc cái kết cấu búa như vậy thì nó cũng cái hình dạng búa nó cũng giống với một cái thiết kế mà mình đã từng chia sẻ với anh em ở trong cái clip nguyên lý hoạt động của súng hơi. Đó chính là sản phẩm đó thì sử dụng hai búa, còn cái này thì là một búa. Nhưng một búa đây nó sẽ dày hơn và to hơn cái hai búa đó. Thậm chí là nó có thể là to bằng hai cái búa cộng lại luôn. Và cái việc mà lợi thế của cái việc sử dụng kết cấu này đó chính là tạo ra được một cái lực đột biến tốt hơn ở cái dòng sản phẩm hai búa. Vì là cái quãng đường nó lấy đà nó dài hơn thì tạo ra cái lực đột biến để mà mở cho cái con bồ lông nó sẽ tốt hơn ở cái cây hai búa. Nhưng mà để mà anh em hiểu sâu hơn về cái hoạt động này thì anh em có thể xem lại cái clip nguyên lý hoạt động súng hơi của mình để anh em hiểu rõ hơn. Ok, tiếp theo mình muốn mang đến cho anh em một cái điểm vô cùng chất lượng ở trên cái cây súng này. Nhưng mà trước khi đi vào cái phần đó thì mình sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái chức năng của cây súng này. Thì cái chức năng của cây súng này thì nó cũng không khác gì nhiều đó với cái cây súng Park mà mình đã từng giới thiệu các em trước đây.
Thì ở cái dòng mini thì người ta ưu tiên sử dụng một tay, nên là tất cả các thao tác đều sử dụng được một tay. Ok, và mình có thể chỉnh được cái phần tốc độ bằng một tay luôn. Ở đây thì cái phần phần đảo chiều này anh em làm dùng làm cái kim luôn nha anh em. Ở đây một hoặc anh em đảo chiều lên nó vẫn dính là số 1 thôi. Ngoài ra thì cũng không có gì khác biệt nhiều. Ok, thì việc cái cây súng này đó là cái cây high performance, tức là hiệu suất cao, nên là cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng ở trong những cái dây chuyền mà làm việc cường độ cao như là lắp đặt hoặc là anh em sửa chữa bắn ra bắn vào rất là nhiều, thì cái việc mà cây súng nó nóng lên là một cái điều rất là bình thường. Nhưng mà ở trên cây súng này nó cũng đã được trang bị luôn cho anh em cái phần ốp, ốp nhựa ở ngoài đây. Phần ốp đây cực kỳ chất lượng luôn, đó chính là phần ốp nhựa siêu nhẹ và cách nhiệt luôn nha anh em, đảm bảo cho anh em sử dụng cực kỳ thoải mái. Và cái chất liệu này nhà sản xuất theo nhà sản xuất công bố đó chính là nhựa composite. Theo mình tìm hiểu được thì cái nhựa này nó chính là nhựa kết hợp với sợi thủy tinh hoặc là sợi carbon. Nhưng mà ở đây thì mình không biết là sợi thủy tinh hay sợi carbon, nhưng mà theo nhà sản xuất thì nó sẽ mang lại cho anh em đó chính là sự cách nhiệt và khả năng chống trơn trượt khi anh em sử dụng. Ở đây là các cái vân chống trơn trượt cho anh em. Theo thì mình có một vài cái lưu ý cho anh em khi mà anh em sử dụng cái cây súng này. Ok, thì đây là cái cây súng mình cũng giới thiệu anh em, đó chính là cái cây súng mà chúng ta sử dụng cái đầu mở, đó chính là 1/2 inch nha anh em. Và một vài cái lưu ý khi mà anh em sử dụng súng đó chính là cái việc mà anh em sử dụng theo nhà sản xuất thì ở các cái dây chuyền chuyên nghiệp thì có hệ thống hơi và điều chỉnh cái áp lực cho anh em. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà có cái hệ thống hơi riêng của mình thì anh em phải đảm bảo được rằng luôn luôn cái áp lực mà chúng ta sử dụng súng đó chính là 90 psi, 6.3 kg hơi. Cái việc mà sử dụng đúng cái áp lực hơi của nhà sản xuất quy định nó sẽ giúp cái cây súng chúng ta sử dụng được lâu hơn, và nó sẽ cho ra đúng cái thông số của nhà sản xuất công bố. Ở đây thì nhà sản xuất cho chúng ta được một số cái hệ thống hơi. Đây chính là cái việc mà điều chỉnh về cái áp lực hơi, và đây là cái dầu hàng ngày thôi, anh em lưu ý cái phần đó. Ở đây thì nhà sản xuất có cho chúng ta working torque range, tức là cái phần mà làm việc hiệu quả, khoảng lực làm việc hiệu quả đó chính là từ 68 đến 746 Nm. Thì tại sao có cái lực này? Thì cái việc mà lực mắt của cái súng này đó chính là 1275 Nm, nhưng mà chúng ta nên sử dụng ở cái khoảng này thì sẽ đảm bảo cho cây súng của chúng ta trơn tru hơn. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng vượt quá cái lực này, nhưng mà đảm bảo được rằng cái việc vượt quá nó sẽ không thường xuyên. Như vậy thì nó sẽ tốt và cho cái súng của chúng ta sử dụng được lâu hơn. Ở phần đây thì anh em thấy là 678 đây chính là lực bắn bù lông vào nha. Thì thường cái việc mà chúng ta bắn bù lông vào thì nhà sản xuất sẽ phải điều chỉnh cái lực cho nó nhỏ lại. Vì là khi mà chúng ta bắn vào thì chúng ta cần phải kiểm tra lại bằng cần siết lực sao cho lực nó đều hơn, thì chúng ta cũng không cần lực bắn vào quá lớn để làm gì. Ok, thì vừa rồi mình đã cùng các anh em trải nghiệm nhanh qua cái cây mini mát của Matador. Cái cây súng này nó là một cái cây hiệu suất cao, nên là nó sẽ rất là thích hợp với những anh em nào mà đang sử dụng cái súng hơi thường xuyên, hoặc là ở những cái dây chuyền nhà máy, thì để cho chúng ta có thể khai thác hết được cái khả năng của cây súng này. Và vậy thì anh em có thể đến trực tiếp công ty HC tại số 4 đường 20 phường An Phú quận 2 để chúng ta trải nghiệm thực tế cái cây súng này. Và ý kiến của anh em về cái cây súng này như thế nào thì xin mời các anh em để lại ý kiến của mình ở bên dưới cái phần bình luận. Và cuối cùng thì mình xin chúc các anh em có một cái tuần làm việc thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau.